Nắng vàng trải dài trên đồng chiều, từng cọng lúa nặng trĩu phất phơ bay theo gió. Cả nhà tí tèo tị tẹo đang thu hoạch khoai. Ông ơi, ông ăn tạm ít lạc này đi. Khổ quá, nhà dạo này hết gạo, cứ được cơm nguội buổi sáng không có. Cứ cái cảnh đói thế này thì chả mấy chốc mà chết bà nhỉ. Thầy ơi, thầy đừng chết. Thầy bảo này, nếu bây giờ mà tự dưng thầy lăn đùng ra thầy chết thì các trò đến khấn trước mộ thầy, các trò khấn cho thầy để thầy được xơi món gì? Mẹ cha mày, có ra mày nằm đây. Cho theo, thiếu lễ độ, biết tội gì chưa? Dạ chưa ạ. Nhưng cái gì, tiên học lễ mà không học lễ thì phải nộp khoai. Đúng. Bà nhỉ? Ta sẽ phạt trò 1 cân khoai lang để trò mở mắt ra và biết hiếu nghĩa với thầy. Tận 1 cân khoai lang hả thầy? Thế còn là ít con nhé. Ăn nhiều. Thấy chưa? Ta bảo mày rồi, cái này phải ra là 5, không phải là 6 đâu. Mày sai rồi, ngu như bò ấy. Sao mày dám chửi tao là bò? Mày chửi tao là bò, chả lẽ mày chửi thầy là người chân bò à? Mách thầy, tao mách thầy, không thể tin được. Không phải mách, ta nghe thấy hết rồi. Cái con trò thi béo kia, mày bảo ai là thằng chân bò hả? Cái lớp này loạn hết rồi, chúng mày hỗn láo hết cả rồi. Mỗi đứa 1 cân khoai, ngày mai mang đến nộp cho thầy. Trời ơi, thầy ơi. Nhiều lắm thầy. Vào nhà tôi bảo. Này, ông làm sao thế? Ông cứ phạt chúng nó liên tiếp, lỡ bố mẹ chúng nó biết thì sao? Phạt thế là còn quá nhẹ đấy bà. Ai nói gì bà phải lo. Tôi nói cho bà biết nhé, 1 cân khoai thì đáng là bao nào, mà phải quấn vào kinh tế chúng nó mới nhớ lâu. Nhưng mà tôi lo lắm. Tôi lo lỡ người ta phát hiện ra cái bẩn tính với cái tham ăn của ông thì chết. Bà bảo ai bẩn tính, ai tham ăn hả? Bà muốn bị phạt nữa hả? Thì là tôi cứ lo xa như thế. Ông làm thế nào cho nó khéo thì làm. Tất nhiên, phạt thì mình vẫn phạt. Thế nhưng mà ông phải thưởng cho cái đứa nó học tốt. Nhưng mà thưởng ít thôi, thế nó mới hợp tình hợp lý chứ lị. Nhưng mà bỗng dưng hôm nay bày đặt lợn chê cám à? Biết rồi, biết rồi, tôi biết rồi. Thầy, bỏ đấy. Chuẩn bị sách vở, học bài mới. Vâng ạ. Hôm nay ta sẽ ra các trò một câu đố rất là khó. Trò nào mà trả lời được sẽ có phần thưởng, mà thưởng rất to. Bình thường thì các con nghe đến người ta nói đến đồ vật hoặc là súc vật thì nó có việc chân bàn, chân ghế, rồi là chân chõng, chân tủ, chân giường, vân vân. Rồi nếu mà động vật thì chân gà, chân ngan, chân vịt, chân chó, chân trâu. Nếu nói về con người thì người ta có là chân phương, chân tình, rồi chân chất, rồi chân quê. Tóm lại là cái từ chân rất nhiều. Thế nhưng mà thầy muốn hỏi các con là trời có chân không? Dạ, con thưa thầy. Hôm nay trò tèo lại sáng dạ thế. Dạ, con thưa thầy. Thầy ơi thầy, thầy cho con đi vệ sinh đi ạ. Con đợi thầy nói từ nãy giờ, con không kịp nói với thầy ạ. Cho đi nhá. Láo tuyệt, đang giờ học vệ sinh xú ấy. Thôi đi nhanh lên. Vâng ạ, thầy đợi con nhá. Này, dạ. Nhìn thẳng, vâng, rõ chưa? Thế trò thi cũng muốn đi ấy à? Dạ, không ạ. Con trả lời câu hỏi ạ. Tốt quá, mời con. Dạ, thưa thầy, là trời không có chân. Bởi vì chả ai bao giờ nhìn thấy chân trời. Con xin hết. Ý trò dậu thế nào? Con á? Ừ? Con nghĩ là trời chắc chắn có chân. Tại vì á, tối hôm qua
bố con say rượu về bảo với mẹ con rằng: trời ơi, chân trắng quá. Thầy con làm sao không ạ? Dừng lại, dừng lại. Không khai thác cái đề tài lệch lạc như thế, con hiểu chưa? Nhưng mà bố con nói đúng mà, trời có chân chứ. Chân cẳng là chân cẳng thế nào? Cho là trả lời lấp lửng, không chính xác, lạc đề, khiến mọi người hiểu lầm về câu chuyện. Phạt trò một cân khoai lang, rõ chưa? Rõ ràng thì bắt tớ là dừng lại, xong bây giờ lại còn phạt một cân khoai lang. Thầy, thầy, con có câu trả lời thôi thầy ạ. Con trả lời đi. Dạ con thưa thầy, con khẳng định rằng trời là có chân thầy ạ. Bởi vì con vừa đi vệ sinh xong thì con ngồi ở gốc cây chuối, nghe thấy ông hàng xóm, ông ấy nói là: trời ơi, chân ngon quá, chân vừa béo vừa ngon thầy ạ. Thì con khẳng định rằng trời là có chân mà vừa ngon vừa béo thầy ạ. Giỏi, thông minh, chí lý lắm. Câu trả lời của trò rất có thực tế. Cho ngồi xuống. Thầy, thầy, thầy con được thưởng cái gì ạ? Có chứ, nghe đây. Vì trò Tèo trả lời rất thông minh mà chính xác, cho nên trò Tèo sẽ được thưởng trừ đi nửa củ khoai trong một cân khoai bị phạt. Lần sau trả lời đúng, thầy lại trừ cho nửa củ nữa. Này này này, trò nào mà được trừ cả cân khoai thì giỏi lắm, thông minh, mẫn tiệt lắm, chả phải đùa đâu nhé. Ôi giời ơi, phá tính to như con voi, mà thường thì nhỏ như con kiến. Trời ơi, chúng mày là chết tập thể đấy à? Nào, các trò mang khoai vào đây. Mạnh dạn lên chứ, nộp phạt thì mà cứ rón rén thế. Từ từ từ, bỏ lên thì xem. Khoai này cũng đạm được. Trông này cũng bắt mắt. Nào. Ê, này này này. Nhưng mà của cái anh Tí này, khoai này trông có vẻ củ to, củ nhỏ nó không đều, mà nó hà nhiều quá. Thôi được rồi, đừng buồn. Nếu thầy không ăn được thì thầy đổ cho lợn. Nào, dạ. Anh này bỏ đây. Đấy, phải nhìn cái khoai nhà anh Dậu này. To béo nẩn nẫn, củ nào cũng giống củ nào. Trông như cái đàn lợn con mới sướng mắt chứ. 1, 2, 3. Còn anh này, khoai của anh đâu anh Tèo ơi? Dạ, con thưa thầy, con quên ạ. Quên à? Thế thôi, thầy nhỏ con này, 1 + 1 là mấy nhỉ? Dạ, con cho thầy là bằng 2 ạ. Đúng rồi. Thế bài này thì con học từ bao giờ? Dạ, con cho thầy là vài năm trước rồi ạ. Vài năm trước? Thế mà vẫn nhớ. Thế mà hôm qua con dặn bảo là nộp 1 cân khoai mà tại sao con quên là thế nào? Hả? Mà được trừ đi nửa củ thế nhá. Dạ, thầy cho nợ đi ạ. Thế anh nợ đến bao giờ? Dạ, cho nợ đến khi con được thực hiện ước mơ của con ạ. Ôi giời, ước mơ. Ước mơ của anh là cái gì? Dạ, con thầy là nếu sau này con lớn lên, con đẹp trai thì con sẽ làm đồ ông đồ trạng ạ. Không đẹp trai thì sao? Dạ, con thầy nếu xấu xí thì con sẽ là ông đồ ạ. Láo à? Thế mày bảo thầy là xấu xí hả? Thằng này láo tuét nhá. Này Tèo, nếu ngày mai nhá mà thầy không tiếp tục dạy mày nữa nhá thì là mày là thằng mất dạy chứ không phải vì khoai nhá. Cút, cút ngay khỏi nhà thầy, cút ngay. Thầy ơi, con có ý kiến này, con có ý kiến. Nếu thằng Tèo ấy mà không được nhận sự dạy dỗ của thầy thì nó chỉ là thằng thất học thôi chứ ạ. Nhưng mà gì nữa? Nhưng mà thầy mà không dạy nó thì thầy mới là người mất dạy ạ. Thằng này còn hỗn láo hơn cả thằng Tèo. Không những mất dạy mà còn mất cả nết nữa. Phạt, phạt. Mày về, về hết, về hết. Xuống qua nhà bà. Này, hôm nay là ngày nghỉ, có phải ngày học đâu mà chúng mày sang? Dạ, chúng con biết thầy mệt nên là chúng con sang đây giúp bà làm việc nhà. Chào ơi, thầy chúng mày khỏe rồi, đang đi đánh cờ làng bên đi. Vậy tốt quá. Nhưng bọn con đã bỏ công sang bên này rồi thì bà để cho bọn con làm đi. Thế thì tốt. Các trò ngoan quá đấy.
Thế bà bảo này, thế bây giờ ở nhà làm giúp bà, để bà sang nhà bên bà gánh nước nhá. Vâng ạ, bà đi cẩn thận nha. Tìm đi. Về chỗ đi các con. Trò tèo hôm nay ngoan nhỉ? Mà trông có vẻ nhiều đấy. Dạ, con thưa thầy, con mang thưởng cả 2 cân thầy ạ. Thế à? Con tưởng thầy giận con rồi chứ. Hôm trước thì có, nhưng hôm nay hết rồi. Vâng ạ. Thế là về chỗ đi con. Trộm mà lấy hết ngô khoai sắn rồi đây này. Ôi trời ơi, bà mà biết đứa nào lấy ngô khoai sắn nhà bà nhá, bà đập cho chúng mày mấy củ khoai vào mặt, cho chúng mày nát mặt chúng mày ra. Ôi trời ơi, tao chết rồi. Thôi đúng rồi. Giời đất ơi là giời đất ơi. Thôi đúng rồi. Này. Thế chứ đây. Thế bà bảo đúng là đúng cái gì? Đúng cái gì nữa? Ông Phạt à? Ông để cho bọn trẻ nó lấy hết ngô khoai sắn Phạt rồi còn đâu? Bây giờ thì đến lượt tôi Phạt ông! Thì Phạt cái gì thì Phạt, nhưng mà nhẹ nhẹ cái tay thôi, đau nứt bố tay rồi. Ông này, còn nhiều cái đau hơn đấy. Thế này là đau lắm rồi, thế còn cái gì đau hơn nữa? Rồi khác biết. Cũng nhẹ nhẹ thôi. Bà này, bà làm cái trò gì đấy hả? Phạt hẳn 1 tháng cho chùa nhá. Phạt cái gì chứ, phạt chứ sao đấy? Cái này nó có làm gì đâu mà bà phạt hả?